Em thấy rất là vui khi mà được tham dự giải đấu CMS Summer lần này để được cọ sát và học hỏi nhiều hơn. Năm nay rất là nhiều đội tuyển mạnh. Em đánh giá cao nhất là đội tuyển AG đến từ Trung Quốc. Mục tiêu của đội mình sẽ là đi vào sâu nhất có thể. Trong tất cả các team tham gia năm nay thì mình đánh giá cao đội tuyển AG nhất. Bọn mình đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu năm nay bằng cách luyện tập 12 tiếng một ngày. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Giang King Esports và bọn mình sẽ cố gắng hết sức để đạt thứ hạng cao ở giải đấu lần này.